Sức khỏe của mình nói chung là bây giờ sức khỏe của mình thì cũng ổn định rồi, nhưng mà bây giờ là đang cái mà đang lo cái là vấn đề bảo hiểm y tế á. Bảo hiểm y tế là bây giờ là cái thuốc mà để điều trị HIV nè, thì sang năm 2016 này là sẽ tốn tiền, nó sẽ không có còn miễn phí như hồi xưa nữa. Có những cái dịch vụ liên quan HIV là phải tốn tiền thì phải có bảo hiểm y tế, thì trong đó mình là người chưa mua bảo hiểm y tế đó, thì cái vấn đề đó thôi. Còn điều trị thì vẫn mình điều trị bình thường.